Hello, xin chào mọi người, mình là Tăng Cơ của Layout D&D Main Community đây. Và trước mặt mình đó chính là ai đây? Người cũ. Người cũ đúng rồi, hello Thi nha. Thì lần trước Thi đã góp mặt vô trong kinh bằng video Defra Gustav đúng không? Đấm thắng mình xong rồi vô top. Đúng không? Đấm thắng mình xong vô top đúng không? Ok, thì hôm nay Thi cũng vô top một giải, nhưng mà giải nó là trước Balit, cho nên là sau Balit nó phải chỉnh sửa một xíu đúng không? Nên là đúng. Thì nó vẫn được technically là deck top á, cho nên là Thi đã top giải gì nè? Top một giải của bên Xcot ở local Hà Nội của mình, thì cũng là một giải khá là thường niên ở mỗi tháng ở Hà Nội vậy. Ok, thì nhìn cạc thì mọi người có thể đoán ra được rồi nhà, nhưng mà cái này nó không giống với cái deck mọi người hay thấy lắm. Thì deck gì đây Thi? Đây gọi là deck Springking Z à? Đúng rồi, chứ đây không phải là deck mà Ben Ma bình thường mọi người hay thấy. Đúng rồi. Ok, thì đó cũng là Ben Ma Z à? Ừ, thì đó Ben Ma, nhưng mà cái mục tiêu là Z ạc, chứ không phải là cái mục tiêu của Ben Ma này là FTK hay là gọi này gây đúng không? Thì deck này là cũng Z ạc nhiều hơn. Thì con này nó trong cái giải vừa qua thì nó ra được lên được sân bao nhiêu lần nhỉ? Tổng cộng gần như mọi game trừ đoạn chung kết. Ok, thì thi top 2 nhá. Chúc mừng luôn. Không. Top 2 vô top 1 mà. Ừ, top 1 mà, anh nhớ là top 1. Nãy là não lắc một xíu. Ok, thì thi bắt đầu, có thể giải thích deck cho mọi người coi biết được không nhỉ? Đầu tiên đây là một deck Pendulum, và sắp tới là không còn deck Pendulum khi Diabelle xuất hiện nữa. Thì đây một deck đánh xoay quanh con Springking Zedark này, nhưng mà nó vẫn là có một chút thần, vẫn là có một cái thuần túy của Ben Ma bình thường, đó là vẫn một lối chơi spam gặp rất là nhiều và rất cộng nhiều cả. Thì đây là một deck mình chờ đợi từ lúc phim này nó đã ở tập cuối, thì mình vẫn đợi rằng nó là deck này có thể chơi được không, và sau từng ấy năm chờ đợi thì nó đã chơi được. Ừ, thì chơi được rồi. Thả hai đắc gục đúng không? Thả hai đắc gục và thả đắc gục ra đúng nguyên tắc, nó phải đúng nguyên tắc mới chơi được. Và phải chỉ thấy hai con đắc gục đôi tay nhiều hơn. Ừ, thì trừ khi chơi deck 60 thì kiểu như là Ben Ma bình thường vẫn thích con đắc gục trên tay mà. Bây giờ em đã tìm ra hướng đi mới là nhét Horus vào. À, ôi vậy hả? Thiệt hả? Không, em không định làm thế thật. Ok, em giải thích cách vận hành của deck coi, em chơi những kẹt như thế nào. Thì đây là một deck mới được support cho từ các set từ AGOV. Thì cũng đã cho một, Konami đã cho một cái deck này nó có một lối chơi ổn định hơn là meme về con boss này, đó là quá khó triệu hồi hay là cũng chỉ từ triệu hồi trong tuần tới đi sau thì nó hợp lý hơn, nhưng còn bây giờ thì đã được có thể được nhảy sang được triệu hồi lên trong tuần đối thủ, nên là đem một bài một disrupt nổ cả sân rất là mạnh. Yeah, để rồi. mình đối đầu với các deck như RA hay là có thể một chút là Viking, nếu mà mình căn thời điểm hợp lý thì nhảy lên. Thì đây cũng có một body đó là chống target này, không để bị đét cho bởi các fake này. Cũng là rất là, và một con 4000 rất là to. Đã ốp mà đi chơi nó thì nó thành flood gay. Đúng, nó thành flood gay, nó vẫn quay về thôi. Nó biến thành flood gay, đáng sợ rồi. Ok, thì ngoài Z card ra thì em còn chơi những card nào khác? Thì một card rất là thú vị, nhưng mà để đến cuối của đoạn phần 7, là bài 7 thì mình sẽ xuất hiện đâu. Lưu ý rằng là deck mình đã bị mối hết cạc, nên là mình đã thay thế với cạc in. Ok, không sao, không sao, miễn sao nó là vẫn là deck thôi. Thì mình giới thiệu bằng Echa trước hay main trước đây? Main đúng không? Mình sẽ giới thiệu ở main trước. Thì okay. Với những 3 lá mới, 100 3 lá mới nhất, 100 set bạc mới nhất của Zed Arc, đó là 3 Springking Gate Magician, một cạc khá là support đúng, là đúng thời điểm. Khá là cứu deck. Cứu deck bởi vì nó đã chuyển bọn Ben Ma ngày xưa là phải chơi nhiều thật nhiều hand trap thật nhiều các sắp pendulum vào để combo, nên là bị hạn chế về hand trap, nên là đa số các bạn có thể thấy đó là Ben Ma sẽ đa cả combo hay là bốn cả combo
ngày xưa. À, em nói Nên vậy là thằng năm gạt combo thì em đi hơi tủi thân nha. nhưng mà Nendi nó sẽ chơi đào đào spell nhiều hơn, nhưng mà bọn này chỉ là ngồi spam xác, ngồi pendulum ra, không ăn miniburu, đúng lúc đó là sẽ chết. Ok Còn bây giờ thì thì chúng ta có một cái bước đệm, đó là dùng Sleeping Gate Magician để chúng ta có thể thêm xác sớm và lên Electromite sớm, và chúng ta trước khi ăn Nibiru chúng ta vẫn còn một lần Pendulum để cứu đấy. ok Và đây hiểu. cũng là một con để bảo kê một tí ở ZA, nếu mà nó vẫn đang ở scale là con này sẽ cho ZA không thể bị banít khỏi sân bằng À, bất kỳ cách nào. thế thì hiện tại Và thì theo cái ép của Zed Ark thì chỉ có mỗi cách banish là có thể giết được Zed Ark thôi, và giết giết hoàn toàn á. Nhưng mà cái việc đúng việc này thì nó sẽ khiến cho đối thủ gặp khó khăn nhiều hơn nữa. tuy rằng giờ bọn vừa Viking, các đánh nhật là Viking đã có khả năng để vứt con này ra bằng Zealandit, nên là mình đã phải cũng nghiên cứu để cách đánh xoay quanh bọn Viking, mặc dù Viking rất là ghê gớm hiện tại. Nên là ở đây cũng là cả chơi ba nữa, và là Magician, Gate và Supreme King đều tất cả mọi thứ trong một, đây là hội tụ hết. Và con này còn là sớt cả chính của một dạng cả sớt chính của đấy. Tiếp theo là một cảng mình với Apoi từ có mò lên Super Ê. Actual Họ không up lên 25 series hết tiền rồi. Và chứ Mình anh cũng cảm có giác vào 20 Apoi xong nó còn Rick hơn còn à? cảm giác nó còn không ngầu bằng con Astro Astro cũ, bởi vì Astro Rap cũ của mình là em SD à, không mã thử nữa nhỉ, ở mã DP23 mỗi là con này con mình thật ra tao cũng thì xịn bằng, nhưng hồi trước mà anh cũng có con 20 á, cái xong cái anh sau khi anh đổi thành con Ulta anh cảm thấy nó đỡ brick hơn. quan trọng là người ta vẫn tuyên truyền rằng là Upfoil sẽ dễ dàng lên tay hơn, chưa thấy lên và chưa Chưa thấy lên thấy. tay. Cho deck này thì quan trọng lên tay con này hơn, còn cho Andy thì nó không muốn con này lên tay lắm. Thì Một cả deck cầm vì nó đẹp, và hai là vì không đủ tiền, là ốt ai pe đu đum đứa phải xài xài trong giải dần luôn, hay hay ai trong giải, và có một trận nữa phải dùng dùng để ép pe đu đum con này. ép ép con này cũng vui vết. Cuối trận phải nổ nổ xong sạch. Tốt một pe đu đum 41.000 năm công trở xuống từ deck hen. Nó cũng khỏe Con vết này mà. thường thì người ta thường sẽ thay bằng con pe đu đum hơn, bởi vì nó là một con skill 8, con này skill 4 khá là tệ. Đúng rồi, Nhưng đúng rồi. mà thôi, Có là được, có là được. có thì tốt, còn không có thì thôi, thì chậm là thật, nhất là Nó như cũng mình. Tiếp quan trọng theo là là đẹp. cổng không. Cũng không thì không nghĩ thích nhiều á, không nghĩ thích nhiều. Không giải thích nhiều, nhưng mà thời bây giờ chúng ta đã có khả năng đó là tận dụng ép main Monster Zone của cổng không và cả F skill của cổng không. Khi chúng ta không nhận đam, khi bị OTK, khi chúng ta điều khiển ZA chẳng hạn. Hai là ép tự nổ bản thân để vào một cả bất kỳ để biến thành một con Sinchô Dragon, xin ý là không phải là ý là Sinchô Dragon Type hoặc là Fusion Type, Fusion Dragon Type, thì điều này có tác lợi gì? Chúng ta sẽ được nổ ra quả ấy chẳng hạn, và để gọi ra những con thực ra chúng ta không dùng, nhưng mà nó là một quái vật từ Extra Deck, thì chúng ta có thể gọi ra những con Fusion Sinchô để đạt những điều kiện nguyên liệu chẳng hạn. Và tất nhiên là con này khi nổ từ main motor zone xong nó sẽ phải scale, nên đây là một khá back recycle lại về, và cũng đây là cạc phải dùng với lá này để có thể tự nhảy lên. Rồi tiếp là một cạc đợi mãi mới thả hai đặc Nhưng u mà mình nghĩ nó không thả và ba đến đâu vậy, tại vì đúng nguyên tắc thả luôn. ba Chắc cũng series đẹp một đấy. Con con còn mình Sigmit, một con common, một con chỉ định, một con để mong nó ở dưới trong deck, một con thì con này lên hand được không không thì thôi. Rốt cuộc con Còn lên nhưng mà deck bây giờ còn ấy series trong hand đúng không? và thật may khi bây giờ chúng ta có thể chơi hai đắc cụ, nếu mà có hai đắc cụ trên tay vẫn còn chơi được, và chúng ta có thể tận dụng escape của đắc cụ lần nữa. Đấy. Nhưng mà dù vẫn là lắp đắc, nhưng mà nó vẫn là một có một mũ chơi được, còn hơn là không thể chơi được như lần trước. Và tiếp theo thành viên mới được hóa sáng đó là Lightwolf, một Dark con Womb chuyển thành Light Womb.
một con tại... giúp để nó tuner. Ừ. 4 level 4 tuner. Kiêu tán. Kiêu tán một kiêu đẹp này. Ừ. Biết gấp lại một speaking monster từ Ashadex đến hand. Sau đó thực hiện xin cho, sau đó chúng ta có thể thực hiện xin cho summon hoặc exit summon ngay lập tức ra một con speaking monster, nhưng mà deck mình chơi không biết, tí nữa mới biết. Ok. Nhưng đây là một cái theo cũng là đúng nguyên tắc để triệu hồi ra các exit dragon hay xin cho dragon scarper springking trong như anime, nhưng mà ép chính con này khá là, ép chính mọi người hay chơi con này cũng khá là tốt vì nó là một con recycle gấp lại, và khi một pendulum monster ở trên monster zone mà bị destroy bất kỳ cách nào thì có thể gấp nó từ ách chân đức đến hèn, còn là một follow up nữa, và rất là may mắn vì con này siêu tàn cứu đách. Ok, hiểu. Tiếp theo là quay về thì... đúng bắt thì chắc... đầu về cơ bản rồi, cái này thì cơ bản rồi ha. Đúng không, để cô kéo cái này. Ừ, con này cơ bản rồi ha, đúng không, bắt cơ bản. Con này thì có cơ bản không ai dùng ép tin, không ai dùng ép motor của nó bằng bằng cách là chuyển mọi thứ về skill gốc. Ừ, và cũng không ai nên negate con này, nó đang active skill và có người làm thế thật và action 2. Tiếp theo là ba chấp cơ. Ừ, cũng cơ bản. Cũng cơ bản. Tutter position. Tiếp theo là ba card này. Cơ bản tiếp theo về deck phải double iris là đang đợi con này reprint. Đang phải đợi reprint, không nó tắt quá. Ừ, nó có đúng một foil mà. Tắt thấy mồ. Đúng. Nhưng mà nghe nó sắp reprint rồi. Ừ, hy vọng. Rage. Kêu 8, search ở deck không ăn button. Chắc đến nổ. Pendulum cũng biết chít đã là Pendulum Dragon. Yeah. Kiểu purple poison này. Rồi chúng ta có một tiếp theo là các thành viên có cheat game nữa, là chỉ lần này chỉ chơi có Double Iris và Purple Potion thôi, bởi vì Backfire Magician, bởi vì deck này không còn là thuần rất nhiều bóng tối nữa mà nó sẽ hỗn tạp ánh sáng, nên là chỉ có Purple Potion thôi là hợp lý. Okay. Để nó một bất chắc đó là phải chơi đánh nhau với Fruitgate hay là đấm nhau đúng tự hủy để nổ, tự để tự nổ xong rồi nổ lại, và khi các bạn gặp Freeway lần gặp một phi bay lần có làng có hộp đống đá thì bạn chỉ cần no một con này ra là giải quyết rất nhiều vấn đề cho vấn đề rồi. Ừ. Phải rất nghĩ nhiều. No more mình đấm. No more ra bắt một motion. Mình đấm đấm cái, đấm không đấm cái xong mà đấm cái đối thủ phải suy nghĩ để gây gì cho thì nó vẫn nổ tiếp. nổ tiếp. Kiểu nào cũng nổ. Và cũng nhớ là đừng quên như mình, khi con này nổ trong con này destroy thì mà nổ xong cho 5 step nhá, thì cái nhớ là có nhiều effect không ấy được đâu, như SP chạy đi để chấm né target nhá. Mình đã quên và xích thua một lần. Nên nhớ. Tiếp theo là một set cặp để lên Baron, gọi là Abomination Magician 46 và Dragon Magician để Baron. Bây giờ chúng ta cũng không cần dùng ép con này quá nhiều skill nữa, vì con này thì đã skill thấp và bây giờ chúng ta sẽ chơi vào cổng không nhiều, nên là sẽ không có cổng thích hợp để con này đối xứng để áp lại đồ lên hen. Nói chung là Baron các thứ. Yeah, hợp lý mà. Và con này búp tăng công, ngoài con búp tăng công nhiều trường hợp. Và tiếp theo đến phần quái thú về không phải là Pendulum thì chúng ta có deck Judo để miếu rồng, nếu chúng ta thừa hoặc là có cả chôn ngu cả miếu rồng thì chúng ta lại chôn con này. Ừ. Một con này và một con level 4 bất kỳ như là Dark Womb thì chúng ta có thể dùng cả hai để có thể lên Baron sớm. Yeah, đúng. Nhưng mà nhớ dùng cẩn thận. 4.000 mà, ừ 4.000. Hoặc là Pendulum ra mà exit lên Absolute cũng được. Tiếp theo là nhận cả xong rồi giờ không thấy trả Maxi dành lấy con đi bị cướp rồi khóc. Ba Maxi thì cũng standard, chắc ba xuân nè. Ừ, chắc cũng ba xuân rồi đó. Maxi ba xuân rồi. Về phần monster thì đã có một chút thay đổi. Mà giờ này anh thấy chơi roll nhiều trong meta nhỉ?
Đúng là em không main drone. Em không phải lo lắm bởi vì deck này cũng có một phần nào. Ok. Thì trước khi ban list thì thay đổi thì mình đã có chơi một con khá thú vị, đó là Methanosaurus. Ai cũng hỏi là tại cái gì lại xảy ra đây. Thì hiệu ứng con này sẽ là cho phép tự nhảy. Khi một cả bất kỳ nổ thì chúng ta có rất nhiều thứ được tương tác để nổ. Và con này không chỉ nổ trong nổ tính về phía mình mà là tính về phía đối thủ, hay là phía bất kỳ đâu kẻ nổ trong deck như là các Viking tựa. Con này sẽ là một tuner level 6 tự nhảy. Và nhiều khi đã gặp một thế lực tên là Bối Tâm từ các bản xe can Bioli One lên thì chúng ta cần nhiều thai vớ vẩn không liên kết nhau nhất có thể để cố gắng để có những xác hợp lý để qua những con footgate. Và tự nhiên là một là thấy những con cần thiết nó ở Banish Zone qua Runic các thứ, hai là không có gì xảy ra hết. Tiếp theo đó là chơi thêm Tornorap. Đâu có chơi nhưng mà đã bỏ. Đã từng chơi rất nhiều nhưng đã bỏ. Bởi vì đã từng một trận đã dùng ép chi build của Astrorap và Tornorap để triệu hồi Zed Arc đúng cách như anime. Ghê, cái gì cũng ghê hết chứ. Và con này cũng là level 6 nữa để phòng trường hợp là có cả các thứ nữa. Và nhiều khi cắm bị anti spell thì bị nổ trên sân thì cũng phải có một chút xác mà nhảy lên thôi. Dạo này nhiều anti spell lắm. Ghê yeah, yeah. Tiếp theo là đến là spell chat thì Star Pendulum Rap cũng đợi in, cũng con này không phải con này lười đi kiếm chứ phải là gì nó đắt thì in lại. Ok hiểu là không có. Đây là một card từ sớt tiểu deck và nó có chữ Pendulum trong tên. Tiếp theo nhắc đến sớt được các chữ Pendulum thì đây đối với Alien, chúng ta cũng có vài target để sớt nhưng mà chúng ta không, nãy giờ chúng ta không thấy những con có chữ Pendulum như là Luster Soldier, Luster nhỉ, Luster Pendulum của Dark Sayer hay là quên Pendulum Performable Sorcerer thì quên, đúng rồi. Wow, Pendulum Sorcerer. Đúng, nó thằng là sao album đây. Thì nó ở đây, hoặc là chưa tận, hoặc là có thể xuất lá bài mới nhưng mà chưa tận dụng được lá này. Anh đây cũng đang chưa kiếm được cách tận dụng nha. Rồi anh đang khoái. Đây là một deck sẵn. Các mình không khuyến khích các bạn chơi theo những tỷ lệ của mình đang có vì đây là tỷ lệ cho người chơi chọn. Nên là nhiều khi các bạn thấy nhiều các x1 lắm. Nên là chỉ vì muốn nó lên hand thôi. Là tỷ lệ x1. Nên là các bạn có thể tùy biến theo tỷ lệ. Và mình chơi x1 vì nó sẽ lên hand nhiều hơn mình nghĩ. Cho nên mình đã trực khẩu đắc cung tạm 3 để nó không lên hand nhiều như mình nghĩ. Đầu tiên là một thrust. Ok, một thrust hợp lý. Sẽ có một cạc thú vị để thrust làm sao ấy. Tiếp theo một Polyburio. Nó thả hai cũng chơi. Cái này thả hai là thả ba cũng chơi. Thả hai thả ba là chơi rồi. Nhưng mà thôi vậy ok bạn của em bình tĩnh. Tiếp theo là Dragon Child. Cũng là mục đích để Dark Womb. Yeah. Có bao nhiêu copy của Dark Womb thì bỏ bao nhiêu đó cho đỡ brick. Đúng. Tiếp theo là một quạt. Quạt hợp lý. Quạt in. Quá bị quạt riêu bị đâu rồi, bị mất rồi. Cướp rồi. Thế nào là hai chỉ tay, không bị cướp. Ok. Bị cướp một cái xịt quýt rồi. Chỉ kiếm thì là chỉ kiếm. Thì không, chỉ kiếm là in đấy. Không bị cướp. Ồ, ấn tốt vậy. Tên nhìn đi chen. Còn này quên mất là không giới thiệu cùng chung đám cả. Nhưng mà đó là một con sớt, một con sớt Pinky Monster. Thì một cái play để khi các bạn không chắc chắn rằng việc là off the road hay không thì sớt luôn. Cái này để múa và các bạn trên lại theo thì bạn không bị mất nhiều. Tiếp theo là một cạc để đúng thì mình còn một cạc nữa, đây là một cạc để đánh chính, đó là Celestial Splitting gì đó quên mất tên, nhưng mà nó một cạc của Zed Arc, nó cạc để chảy trực tiếp Zed Arc lên và một cách để cố gắng để cứu deck đã không phải là như một cái meme như ngày xưa. Và nó không bị negate nha. Nên nhớ. Tiếp theo là cái quan trọng là không bị negate mọi người. Cái quan trọng là không bị negate. Cảm mạnh ở đấy. Khiến các bạn có thể chơi theo chậm rãi hay là đánh nhanh hay là chậm rãi. Và một cặp bắn phá và nhớ đừng có mà chạy khỏi cái target của bọn này nhá. Nếu không là vừa nhiều vấn đề nhá. Đấy vừa quăng hand chap xong thấy 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 op arc thrust xong set bên đường tam bên đường rap. Rồi.
không, cái này là con Genius không xét được nên là à, chúng ta quên xét quên này. Đúng rồi đúng rồi ừ, nhưng mà xét cái đó cũng này. Khỏe ừ, xét cái đó cũng khỏe thì cái kia cũng sạch được mà đâu sao đâu à, quên mất nó sạch ta gặp cuối cùng đây Endulumeria bất ngờ ô này thì bất ngờ thiệt nhiều khi các bạn Ron thì các bạn thớt các bạn Maxi tôi cũng thớt đối với Island tôi thớt đây là cả sự pendulum nhé ừ. Nhiều khi mình chỉ chơi con Z à vào chỉ để cố gắng để có sân chỉ toàn pendulum và chúng ta sẽ thích hợp việc đó là gọi ra Z à bảo gọi ra Z à và chúng ta bảo off không bị sờ tun một tơn không để làm gì được cho nên là đây là cả khóa chung kết okay. Sử dụng đây là mình đã main hẳn luôn vì tech rất là bất ngờ nên là off sẽ không hiểu gì xảy ra và có người đã buồn vì điều này bị ăn cái này trong game cuối anh mà ăn anh cũng hơi mệt nếu mà anh không chơi đang không chơi Andy một cả thú vị các tech pendulum có thể thử thì ăn Maxi hoặc là ăn drone ừ, nhưng mà vấn đề là kiểu như em mà gặp anh chắc em không bao giờ sợ cái đó quá một bất lợi cố gắng hơn hay hơn một bất lợi của việc ai cũng biết mình chơi deck gì thế nên là phải chơi những nhiều vũ khí bí mật mà để yeah. ok rồi tiếp đi em ok tiếp theo là cạc chính của đây tập luyện như thế là mã rồi. Đầu mã đầu luôn bắn mã ACR mã đầu đấy okay. ACR thật nhưng mà không biết là không phải gốc đây hay là đấy mà chỉ con cha thôi chơi gốc đây là các dòng tím con này thì không mắc gốc đây khá mắc mấy nhìn miên sao tiếp theo đó là các tầm thứ nguyên Fusion Dragon okay. Mình sẽ ưu tiên những con có khả năng để nhảy lên được thay vì những con như là Clear Wing mình không mạnh, nghĩ là không thay vì mấy con mạnh không phải là không nhầm quiz ý là mình quiz to win mình không nghĩ rằng deck này lên được khả thi cho nên mình đã chọn Clear Wing deck này khả thi lên được trong trường tệ nhất của các bạn có thể lên con này. Tiếp theo một đã ra đây biển một rep một exit dragon monster chúng ta có một con này code IP đúng anh vậy cũng thích con này lắm nhưng mà thấy anh thì lười xài quá bị chậm con này là exit dragon mà chúng ta đã deck trở thành deck rank 7 có người đã có lẽ người phải hỏi mình là nếu mà mình khi thấy ba con level 7 trên sân thì cũng hỏi là không phải Ares đấy chứ mà thôi đây là một con có thể bắn phá sân tốt và deck này deck spam level 7 hợp lý và con này cũng là một option để nhảy lên tất cả option mình luôn nhảy lên đó là hai con này dĩ nhiên không có con này bao giờ fusion hợp lý à, thực ra mình có thể nhảy lên được bằng cổng không nếu mà extra deck mà được phép là lên tận 40 lá à 30 à nhầm ý không phải 40 lá mà 20 lá đi thì chúng ta có thể chơi super bully vào nếu điều đó xảy ra nhưng mà chắc chắn không xảy ra. Tiếp theo là các set tính cho đánh pendulum đó là John, Beyond the Pendulum. Con này phải nói mã đầu nhưng chỉ có super. Con này anh nhắc có đúng mã mà thì đúng là có một mã thật ừ. Người ta cũng có mặc mã đầu tiếp đó là càng một mã vẫn mã đầu exit the pendulum đây là một line up mà nói qua trước về Beyond Pendulum trên deck này thì chúng ta cũng chỉ chơi con này khi break khi mình chúng ta hơi break quá nhưng mà chúng ta vẫn khả năng combo chúng ta vẫn phải cần extender tối thiểu thì chúng ta phải sử dụng Beyond Pendulum hoặc là chúng ta muốn củng cố bát mạnh hơn thì Beyond Pendulum sẽ làm việc đó thay vì chúng ta phải lên cố chấp được con này rồi mới lên Ashumai thì điều đó rất là khả năng nguy cơ đặt đá sớm yeah. Cho nên là con này dùng để cứu chúng ta không để cứu thôi ok. Tiếp theo đó là thành viên mới Exit the Pendulum cạc để chúng ta có thể nhảy chúng ta có thể add lại những cạc khá là hay ho như là Astral Agent để chúng ta có thể nổ cái gì đó nhảy tiếp đây thôi và chúng ta có thể add nhiều thứ lên để gấp lại được nhảy thêm hay là con này cũng là một con để nhảy thêm nữa con này là Linh Ba chúng ta có thể bước đệ lên Appaloosa sớm để và Appaloosa sớm trước khi ăn bao trước khi ăn Nibiru hoặc là vì họ sẽ Nibiru đoạn này nhưng mà chúng ta vẫn chưa Pendulum thì chúng ta vẫn còn khả năng để chơi tiếp yeah. Thường thì họ hay đợi mình lên Beyond the Pendulum họ sẽ hay nghĩ thế
Nhưng mà xin lỗi, chúng ta họ nếu mà nghĩ thế thật thì họ quá muộn để thấy con bị thấy con Apollosa trên sân. Nếu mà bạn có Infinite kiểu Nibiru thì chịu. Nên là nhiều khi mình cũng phải có bảo kê sớm bằng cách lên Baron. Như là những option mình vừa mình chỉ ra. Tiếp theo cả không chơi thì không biết là deck này deck gì. Ủa, mày chơi Pendulum sao? Và mày không chơi Electrum sao? Vậy mày chơi đang chơi quỷ gì vậy? Ôi sao chuẩn bị làm được tech profile Arbiter thật. Mày thì không cần phải giải thích gì ha. Mày không có gì mới. Nhưng mà cầu mong là lần sau có một repeat nào đó cho tăng foil cho này đi. Nhìn common chán chán rồi. Ủa nhưng mà super nó đâu mắc lắm đâu. Super không mắc ạ, à? Nhưng mà giờ không kiếm được. À không kiếm được hả? Em muốn up point lên cái này xin. Cũng muốn thấy là vì thèm TCG. Thấy ok vậy chuẩn bị foil duy nhất của Electrum Mai được upgrade là 25 series nào, let's go. Chắc chắn nó không bị ban đâu. Không, khả 2 chứ sao ban được. Khả 2. Tiếp theo là các link generic. Ừ. Thì IP, SP, hai chị em. SP chị em không có tiền riêng hai đúng này không có tiền. Ừ thì mắc quá. Apollosa bị mỏi, tự nhiên là phải có Apollosa rồi, và chúng ta có asset code, dù chúng ta có một body 4.000 công để OTK nhưng mà không nghĩa là chúng ta nên bỏ qua con này vì có thêm con và nó có khả năng bắn nữa thì càng tốt chứ. Đấy, thế nên chúng ta không nên bỏ qua. Tiếp theo đó là một cặp đôi tương trợ với nhau, Absolute và Vortex. Ừ. Một bài generic của các Pendulum rank 7. Mới chơi rank 7 được và chơi được cái này. Đúng. Tiếp theo là Baron đang đợi kèo 50k Baron. Nên là con này vẫn là in. Ok. Nhiều khi mình vẫn phải mượn. Ok. Và thế nào là Abyss Dweller thì đang có hai lựa chọn, đang sinh thường thì có hai suy nghĩ là hai lựa chọn là nên Kaguka chơi cái Abyss là chơi Dweller. Thì nhìn thấy bọn meta faking cũng ghê đấy, thế là đéo lợi nhé. Không biết là không cản được đâu nhưng mà nó thiết chế. Ừ thì nó một giảm một phần sức mạnh cũng khó chịu chứ đâu phải là làm gây khó chịu. Tiếp theo. Ừ đúng, tiếp theo đó là về trái đất từ con Lancia. À Lancia, ok hợp lý tới meta. Nghe nói Infernoid cũng kinh nhỉ. Biết là không cản được đâu nhưng mà nếu mà thấy là off chơi off start vòng đi Abyssal thì không nói, nhưng mà ra vẫn cản chỉ có được đấy. Chỉ có Infernoid thôi thì đấy, ăn Lancia thật ra là Infernoid cũng khá đau ấy chứ không phải là không đau đâu. Nhưng mà nghĩ là tuần 3 phải tuần 1 ok tiếp theo là Drone. Tuy nhiên là nhìn meta nhiều search chẳng sao thằng nào cầm super rồi. Đó là con drone, chỉ vì meta khá là nhiều sót chơi. Tiếp theo là đấy là vừa là dàn hành chúng ta sẽ tới từ à con còn quên mất hai con infer vẫn in nhỉ, chưa mua. Vừa tao chưa mua thật. Ok thì tiếp theo là dàn back brass ở deck chúng ta có chổi, tự nhiên chổi ok để trừ đương nhiên rồi để counter với deck upper. Ừ cái này thì chắc chắn là không làm gì được. Tiếp theo chúng ta có cạc với trả rồi cũng không có gì để đang mới update. Không có gì để suy nghĩ. Ừ quay giờ chúng ta có thể nói về hủy skill xấu để chơi tiếp rồi. Ok tiếp theo Thrust, một bên Thrust và một side Thrust. Ok cũng được, cũng hợp để lý vì khi nào mạnh áp bắt phải đi sau hay là có khả năng muốn dồn đi trước thì để test Pendularia thì còn hợp lý. Thêm một thớt không sao và có thêm một host. Nhiều khi cũng bắt cóc boss cũng vui. Nhưng mà chắc chắn là phải ăn ý ấy. Yeah. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy ví dụ như là gặp Rod Viking đi thì hỏi hoặc rất ít negate. Gần như không có. Họ chỉ có thể nổ và gây disrupt bằng mình ấy thôi. Nên là một con trình hurt để thử, mình đang thử nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà mình đang khá thấy tận dụng tốt được. Tiếp theo là các bạn biết là sắp tới là rất nhiều thằng chơi anti-spell.
Thì anh cũng phải bỏ cái đó vô để counter mà. Nhưng mà mình đang suy nghĩ rằng ấy, chúng ta nên vứt ba đống này đi và chúng ta nên nhìn rằng chúng ta sẽ có sắp tới sẽ có những gì Ai và bèo cũng rè. Chúng ta không thể, nên sẽ có khả năng là sẽ quay bằng Kaiju hoặc là những con monster có khả năng đạt cả ta chắc rồi. Chúng ta ở đây cũng có đang cầm luôn để các bạn gợi ý các bạn sau này chơi, đó là Lạc Địch Bắc Phi đó, một con khá thú vị. Chỉ mỗi rồi để chúng ta có thể hất sao chép lên con này cũng là một tech thôi sau. vui chứ. Tiếp theo đó, và nó cũng tự nhảy nữa. Tiếp theo đó là Magical Cũng được, con này House. cũng cũng là tech cũ nè, nhưng mà ý nó là ít thấy ít người xài quá vậy đó là Đây mình đúng đường. Yeah. Nó biết nhảy từ mộ lên mà, nên là cũng Ừ. cân nhắc. Yeah. Các cuối cùng để truyền thống cho các local đó là Evenly Match. Ok. In, cứ chờ in. Ok. Nghe đau khổ vậy. Evenly. Local Do chuyên là Evenly. local trên Evenly nên có vài con đơn và cũng đơn cử gì Viking hay là Rescue A có thể thua với Evenly. Ừ, hợp lý mà. Thực ra là Viking thì không hẳn là thua ngay, nhưng mà họ vẫn có bài đánh tiếp, nhưng mà Evenly nhưng mà boss họ chơi kiểu boss khá là chắc chắc hơn chứ. Rút thì họ không có gì disrupt để thẳng vào con này. Okay, hiểu Họ hiểu đa hiểu. số chỉ có nổ hay là bạo Polusani Monster thôi. Và chúng ta có token mới. Token của Ủa, Yuya. token vô giá đẹp, anh cũng muốn có mà giờ này không chơi game cho nên là chưa kiếm, cho nên không có ý định mua lắm. Con này có super, con này super. Ừ, không mà đẹp, Mình mà muốn đẹp thiệt, đẹp thiệt, anh mà. thích vậy, anh thích lắm rồi. Và thêm một cái fusion center riêng Ồ, dễ thương phết. thì mua đó. À, hợp lý. Đây là tổng thuận cả đất Ok, thì và một deck rất là thú vị ha, với những deck mà không không thực sự là không ai ngờ trước, như như lần trước thì không ai ngờ trước là sẽ gặp như thế này. Không nhận trước không. lần trước deck lần trước cũng có nhiều bất ngờ mà. Thì đó, cái lần này em xuất hiện là cũng cũng có rất nhiều bất ngờ mà không ai ngờ được là thứ đó sẽ xuất hiện á. Ok, cảm ơn Thi nha, cảm ơn Thi vì một deck clip rất là thú vị ha. Hy vọng lần sau em sẽ tiếp tục top 1 lần nữa và cho mọi người xem một deck clip thú vị lần nữa ha. Ok. Cảm ơn mọi người vì đã coi, cảm ơn Thi vì đã cho mọi người xem cái decklist rất là thú vị lần này. Nếu mọi người thích thì mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe nha. Mọi người đóng góp và ủng hộ đều rất có ý nghĩa đối với Đại Kinh. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye, bye Thi nha. Bye 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 nha. bye.